Tiếng Trung 18 chấn học sư xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình tiếng Trung giao tiếp thực tế đời sống nhé. Hôm nay chúng ta học tới tập 35 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học những cụm từ đó là những quán dụng ngữ mà người Trung Quốc rất là hay sử dụng trong đời sống thực tế mà các bạn lại khó tìm thấy được ở trên sách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các cụm từ sau đây. Cụm từ thứ nhất của bài hôm nay đó là lão khú lì lão khú ly nghĩa là tên cáo già hoặc là kẻ xảo quyệt. có ví dụ thứ nhất, na cửa phan tú tợ thấu mù Xiền trái choa tao là má phan tú nghĩa là buôn bán ma túy, thấu mù là chùm sò, kẻ cầm đầu, choa là bắt, choa tao là ma đã, đã bắt được chưa? na cửa phan tú tợ thấu mù, tên chùm sò buôn bán ma túy đó, xỉn dải bây giờ choa tao là ma đã bắt được chưa?

Chẻo hóa tờ lão hủ Tên cáo già xảo quyệt Lão hủ lì là tên cáo già Chẻo hóa là xảo quyệt xiang choa tha Muốn bắt hắn Cửa mấy năm ở rủng ỉ Không dễ như vậy đâu Cửa ở đây dùng để nhấn mạnh sự phủ định Tha chai sư hội sảng khuôn lỡ sư sử tuôn nhãn lợ Sư cơ chẻo hóa tờ lão lì. choa tha Cửa mấy năm ở rủng ỉ Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại theo băng nhé 那个贩毒的头目现在抓到了吗？他在社会上混了四十多年了，是个狡猾的老狐狸，想抓他可没那么容易。Câu ví dụ số hai, Tùng Thành 说,说他现在没钱，先让我把我们两个人的钱交了，以后等他有钱了再还给我。Tùng Thành 说，Đồng t h n h nói, 他现在，Anh ấy bây giờ mấy tiền không có tiền xiên trước tiên rằng của để tôi báo của mấy lượng cơ luận tự chén treo câu chữ bà chúng ta dịch động từ trước treo là nộp của mấy lượng cơ luận chén tiền của hai chúng tôi xiên rằng của bà của mấy lượng cơ luận chén treo là để tôi nộp tiền của hai chúng tôi trước đi ỉ khẩu sau này tầng thai hiểu chén lở đợi anh ấy có tiền 再还给我手写下来的骚董成说他现在没钱先让我把我们两个人的钱交了以后等他有钱了再还给我你可千万别信他他是个老狐狸准得把你的钱骗了你可千万慢一点可那种人人别信他能滴能哒

以后等他有钱了再还给我。你可千万别信他，他是个老狐狸，准得把你的钱骗了。cụm từ tiếp theo đó là “gạo ảo trùa trụi”. Gạo ảo trùa trụi có nghĩa là trôn, đùa ác hoặc là chơi khăm. Câu ví dụ thứ nhất, lão sư Tiểu Thiên yêu gạo ảo trùa trụi là, thà ba hào đố trứng tự, phong ghi lê Tiểu Mỹ đê sú bao lì. bà xiao mẩy đâu khu lở. Lão sư thưa thầy, xiao thiên, tiểu thiên, yêu cả ưa chua lở lại đùa ác rồi. Tha bá hảo dự, lở xéo mẩy bao lì. Câu chữ bà chúng ta sẽ dịch động từ trước. Phàng, đặt hoặc là bỏ dự rất nhiều con sâu, chìn vào trong. xéo mẩy tờ bao lỉ, bên trong túi sách của tiểu Mỹ

Thái tháo chi là nghịch ngợm quá. Tháo chi nghĩa là nghịch ngợm. nỉ chư em đi, bà ta chèo lại, gọi bạn này đến đây. Ủa, phi phính, phi ta. Thầy phê bình bạn ấy một chút. Xào thiên thái tháo chi là, chui bà ta chèo lại, Ủa, phi phính, phi ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và đọc lại theo băng nhé. Lào sư, xào thiên yêu gạo ưa cho chư 他把好多虫子放进了小美的书包里，把小美都吓哭了。小天太淘气了，你去把他叫来，我批评批评他。Câu ví d 以后不要晚上装鬼搞恶作剧了，这样真的会吓到别人的。你以后，狗 từ 不要 đ 晚上 g q

chưa có sự chia yếu mà Ủa chứa chỉ là Cân khai mà Đùa với cậu thôi mà chân xin Cậu còn tin thật Chưa có sự chia sàng, trên đời này yếu mà Có ma sao Ủa chứa mà chân xin, chưa có sự chia yếu mà Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại theo băng nhé 你以后不要晚上装鬼搞恶作剧了，这样真的会吓到别人的。哈哈，我只是跟你开个玩笑嘛。你还真相信这个世界上有鬼吗？cụm từ tiếp theo đó là lão tiểu giả lão là già, tiêu là rơi, giả là răng lão tiểu giả nghĩa đen là già sụn răng và nghĩa bóng của nó là đồ cổ lỗ sĩ. có ví dụ thứ nhất chuyên chuyên 你看这件衣服怎么样，娟娟娟娟？你看 M Sam，这件衣服该熬耐怎么样，天哪！娟娟，你看这件衣服怎么样？不行不行，这都是七八年前的款式了，这样老掉牙的衣服我才不穿呢。不行不行，这都是七八年前的款式了。

这都是七八年前的款式了，这样老掉牙的衣服我才不穿呢。Với chủ đa sẽ nghe được lại theo băng nhé. 娟娟，你看这件衣服怎么样？不行不行，这都是七八年前的款式了，这样老掉牙的衣服我才不穿呢。Câu ví dụ thứ hai, nhà bạn có máy ghi âm không? Tôi có vài tấm băng. giao dùng nhà cậu có in chi mà, có đài cassette không? Tôi chỉ bán chữ tài, tớ có mấy cái băng cassette, ở đây là lượng từ cho từ chữ tài, chữ tài nghĩa là băng cassette. giao dùng in chi phải dùng đài cassette nhà cậu có in chi có 现在大家都用电脑、DVD 什么的了，像录音机这样老掉牙的东西，谁有啊？现在没 â 大家都用 mọi người đ ề d n g điện DVD l a DVD 什么的纷纷，像录音机这样老掉牙的东西，像了，à như 录音机这样老掉牙的东西。

。现在大家都用电脑、DVD cụm từ tiếp theo đó là khở nghĩa là nhử môi dụ hoặc là để cho ai đó phải thèm tức là khiến cho ai đó rất là thèm rất là muốn một cái gì đó nhưng mà không cho người ta mà chỉ khiến cho người ta phải thèm phải muốn thôi câu ví dụ thứ nhất na nà sương rư khoai lửa Nghĩ chai uống cái này mãi sẵn mơ u lơ Na Nana, Nana, rư lơ, sinh nhật vui vẻ Nghĩ trai, cậu đoán xem Uống cái mãi Tớ mua cho cậu mơ u lă, Món quà gì rồi Nana, na, sơn rư khoai lơ Nghĩ chai mãi mơ u lă. Ai da, khẩu răng Ây à, trời ơi,

小霞，孙宇都追了你大半年了，你也挺喜欢他，可是为什么你还没答应他呀？高维柱说：“嗨，小霞，孙宇都追了你大半年了，你也挺喜欢他，可是为什么你还没答应他呀？”小霞丢哈，孙宇顿虎都追了你大，他追半。 Tâu đây dùng để nhấn mạnh vào thời gian lâu. Ta ba nén lợ hơn nửa năm rồi. Ní ẻ thính sĩ hoan tha, cậu cũng khá là thích anh ấy. Khởi sự nhưng, quê sở mở, tại sao? Ní khái mấy ta yên tha ya, cậu vẫn chưa nhận lời anh ấy vậy. Ta yên nghĩa là nhận lời hoặc là đồng ý. Xiao xia, xuân ủy tâu chui lời ní ta ba nén lỡ, ní ẻ thính xỉ hoan tha. 可是为什么你还没答应他呀？我先吊吊他的胃口，不那么快答应他，要让他知道珍惜我。我先吊吊他的胃口，得你和他。不那么快答应他，不认他，早他知道，要让他要让他知道，要他知道，要让我真道，要 我先吊吊他的胃口，不那么快答应他，要让他知道珍惜我。我看看我看看小霞，孙宇都追了你大半年了，你也挺喜欢他，可是为什么你还没答应他呀？我先吊吊他的胃口，不那么快答应他，要让他知道珍惜我。 Cụm từ tiếp theo đó là chư lão bẩn. Chư là ăn, lão là cái cũ, bẩn là tiền vốn. Cái vốn có, chư lão bẩn có ba nghĩa sau đây. Thứ nhất là sống nhờ vào cái đã có sẵn từ trước. Nghĩa thứ hai là dậm chân tại chỗ và nghĩa thứ ba là làm ăn buôn bán không có lãi mà ăn và chi tiêu bằng tiền vốn. Câu ví dụ thứ nhất. Chị ạ, nì tờ y nguy y hảo tờ, nâng ba ngộ phá nì y xia, chứa phiên luân chị chị à, ý tiếng Anh của chị y chữ luôn tiếng hảo tờ rất tốt. Thì ở đây gần giống như chữ khẩn nhưng mà mức độ chưa cao bằng chữ khẩn. Nấng ba ngủ có thể giúp em pha đi dịch một chút. Chưa phiên luận văn ma bài luận văn này không. Chị à, ngữ y chữ tiếng hảo tờ nấng ba ngủ pha đi chưa phiên luận văn mà. Sua chân tờ,

Phiến sứ, bình thường, cung chùa, làm việc, về tâu sử cũng đều là khảo dựa vào chứ láo bẩn là dùng bằng kiến thức trước đây đã học được. lý chưa phiên luận quấn bản luận văn này của em, chưa mở chuyên nghiệp chuyên nghiệp thế này. Ủa cửa pha nì bù lẻo, chị không dịch nổi đâu. cửa ở đây dùng để nhấn mạnh sự phủ định. Sua chân tở, háo chỉ nén mấy y ngủy lở. 平时工作也都是靠吃老本。你这篇论文这么专业，我可翻译不了。bây giờ mời các bạn c ù n 你的英语一直挺好的，能帮我翻译一下这篇论文吗？说真的，我都好几年没学英语了。平时工作也都是靠吃老本。 你这篇论文这么专业，我可翻译不了。嗨。现在的世界变化太快了，知识技术几年就有一次大的更新，我都快跟不上这快节奏的生活了。现在的世界，thế i ớ i bây g 变化太 đ 太快了念 h 知识 k i t Kỹ thuật, công nghệ chỉ niên mấy năm chiêu yếu ý sử là có một lần ta tự xin cập nhật lớn cân xin là cập nhật hoặc là update ủa tâu khoai tôi đã sắp cân bú sàng không theo kịp chưa khoai chế ở châu tự sân đây là cũng danh từ sân khóa cuộc sống khoai chỉ châu chỉ là nhịp độ tốc độ chưa khoai chế ở châu tự sân cuộc sống nhịp độ nhanh này 现在的世界变化太快了，知识、技术几年就有一次大的更新，我都快跟不上这快节奏的生活了。是啊，所以咱们就得不断提高自己，千万不能吃老本，否则很快就会被社会淘汰。是啊，龙雷所以，照嫩。 Chán mân chúng ta Chiều tẩy phải Bố toàn không ngừng Thí cao chữ chỉ nâng cao bản thân Chiên hoàn bù nẫn Nhất định không được Chư lão bẩn dậm chân tại chỗ Phẩu chứa nếu không Hẳn khoai chiều khuẩy Sẽ nhanh chóng Bây xưa khuẩy bị xã hội Tháo thải đào thải Sư à Số ý chán mân chiều tẩy Bố toàn thí cao chữ chỉ 千万不能吃老本，否则很快就会被社会淘汰。现在的世界变化太快了，知识、技术几年就有一次大的更新，我都快跟不上这快节奏的生活了。是啊，所以咱们就得不断提高自己，千万不能吃老本。 thải Cụm từ tiếp theo trong bài hôm nay đó là tiêu liên dự. Tiêu liên dự nghĩa là tuột xích, ý nói đến xảy ra sự cố đúng vào lúc quan trọng. Liên dự là cái dây xích, tiêu là tuột. Chúng ta thấy là cái khi mà chúng ta đi xe đạp thì cái dây xích nó là cái phần quan trọng nhất để cái xe đạp có thể chuyển động được. Nếu như mà bị tuột xích thì cái xe đấy sẽ không đi được nữa và tiêu lên sự ý nói đến trong lúc rất là quan trọng trong lúc mấu chốt mà lại xảy ra sự cố câu ví dụ thứ nhất xin thiên chưa mở chung nhau tại khuây ỉ chấm ở mấy chen xéo lỉ nữa chúa thiên của hải choan mẫn tả lời điện thoại, thí sinh tha chinh thiên u bị chán gián nở thiên hôm nay chưa mở chung nhau tại khuây ỉ cuộc họp quan trọng thế này khuây ỉ là cuộc họp trung yếu là quan trọng. Chẩm mơ sao mấy chuyện là không nhìn thấy, xéo lý tiểu lý. Chúa thiên hôm qua, Ủa hái choan mẫn, tôi còn đặc biệt tức là làm một cái gì đó với cái dụng ý riêng. Tả lời tiên hỏa gọi điện thoại, thí xịn tha nhắc nhở cậu ấy. Chin thiên hôm nay, u bi nhất định phải Chan gia tham gia. Chin thiên chưa mở trùng nhau tờ hội 怎么没见小李呢？昨天我还专门打了电话提醒他今天务必参加呢。今天一早他就打电话说生病了。这个小李呀、啊，总是爱在关键的时刻掉链子。今天一早，三 á n g hôm nay，他就打电话给 ọ 大 đ i 说生病了，来了比我们。说这个小李呀、啊。 cái cậu tiểu lý này chủng sự toàn hoặc là luôn ai là thích hoặc là thường hay gì đó giải quan trọng tờ sử cửa vào thời khắc mấu chốt Đeo liền dự xảy ra sự cố Hôm thiên y giáo tha chiều tả tiền hoa xua sân bình lở Chưa cơ xéo lý à chủng sự ai giải quan trọng tờ sử cửa Đeo liền dự Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại theo băng câu ví dụ này nhé. 今天这么重要的会议，怎么没见小李呢？昨天我还专门打了电话提醒他今天务必参加呢。哎，今天一早他就打电话说生病了。这个小李呀，总是爱在关键的时刻掉链子。高维素说：“嗨，你说你这个人怎么一遇到大事就掉链子呢？” Chưa mã sang giao chén hợ thông lỡ Này chơi bả hợ thông Quang trai lỡ công sư Chấm ở bàn nơ Này cô nói Này chưa cờ dẫn cô Chấm ở sao Ý duy tạo ta sử cứ gặp chuyện quan trọng Ta sử là chuyện lớn hoặc chuyện quan trọng Chêu tiêu liền giữa Là xảy ra sự cố thế Chưa đây là từ đệm để thêm vào Nghĩa là lúc này Mã sang giao chén hợ thông lỡ Sắp ký hợp đồng ngay rồi

Mấy sư mấy sự không sao không sao. Quáng mì su thư ký vương, giải công sư nở, đang ở công ty. rằng tha bảo anh ấy, mã sang lập tức, bả khứa thùng sủng lại, mang hợp đồng tới. Yên cai, chắc là, lái tờ chí sẽ kịp. Mấy sư mấy sư, quáng mì su giải công sư nở, rằng tha mã sang thùng sủng lại, yên cai lái tờ chí. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại câu ví dụ này theo băng nhé. 你说你这个人怎么一遇到大事就掉链子呢？这儿马上要签合同了，你却把合同忘在了公司，怎么办呢？没事，没事，王秘书在公司呢，让他马上把合同送来，应该来得及。 Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong bài học hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe toàn bộ những câu ví dụ trong bài hôm nay một lần nữa nhé. Bye bye!